Vâng, em Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tất cả các bác. Hôm nay em giới thiệu cho tất cả các bác các cái dòng loa sự kiện này. Combo 40 giờ xếp, côn 76 từ 19, tép 750 giờ xếp cho một bác khách. Sử dụng loa full karaoke gia đình, loa sự kiện, loa kéo. Bát 40 giờ xếp côn 100 thì nhìn hình thức thì nó chẳng khác nhau là mấy. Nhưng nó khác về màng và khác về từ của côn. Đấy. Tép neo BNC và tép neo D900S. Bát 30 neo B3 và bát súp của dòng BBK. Các bác cùng tham khảo hai combo giờ xếp. Đây là combo giờ xếp đây. Cái phân tần này là phân tần là 006 các bác nhé. Nó chạy 2 chở nhôm. Hôm nay em tách riêng biệt ra, đây là các cái dòng loa chuyên về sự kiện. Thì em làm một cái video để cho tất cả các bác chọn. 2 chở nhôm, rất là nhiều tụ lọc, input ở vàng. Tép neo 750, cốc nhôm từ 170 và côn 75. Con này côn dẹt và khe từ có viền đồng. Các bác lưu ý nó là dòng côn dẹt nhé. Ở trên thị trường có rất nhiều dòng giống như này, nhưng mà côn dây tròn và là khe từ nó không có viền đồng. Con này côn dẹt, khe từ có viền đồng. Bát 40 giờ xếp từ 109 côn 76, gân 3 gân màng xếp ly. Đấy, từ 19 côn 76, 3 gân màng xếp ly. Và từ 19 côn 76 thì đít lồi viền xanh. Đít có 6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Một cái combo này của nó có giá nó hơn 3 triệu một combo này. Đây, bát tép phân tần anh em về lắp vào các cấu hình thùng full 40 hoặc loa kéo. Còn các bác có thể là không thích tép thường thì có thể chuyển sang tép neo. Thì đây, tép neo này là BNC. Bi sáng bóng khít đều. Hàng cực kỳ chất luôn. Trên thị trường cái tép này nó nhiều loại lắm, nên anh em lưu ý mua từ cái tép này. Còn anh em nhìn cái tép của em nó sáng bóng khít đều luôn. Đấy, có nhiều lơi thì cái từ của nó mỏng và cái bi của nó dão ra, nó sẽ bị ăn bớt bi. Con này côn dẹt nhá, 750 leo BNC nhá các bác nhá. Và các bác chơi với các dòng bát như côn 100 từ 220. Từ của nó rất to, con này con kia thì nó ngoài tiếng bát nó yếu hơn nhưng lời nó sáng, nhưng con này ngoài tiếng bát rất là mạnh. Con này sẽ bán nẻ cho anh em một cái để làm súp hơi hoặc là làm full. Gân vải cẩm dầu 3 gân bằng xếp ly từ 220 côn 100 nhìn nó rất gấu luôn. Đây là hàng giờ xếp và nhập khẩu nhà máy Trung Quốc. Ở trên thị trường bây giờ có rất là nhiều dòng loa, các bác lưu ý cho em như thế. Nó có nhiều, nó lai lái nhau nhưng mà chất lượng nó sẽ khác các bác nhé. Phân tần này là phân tần BL1501, hai bát và một check kèn, 3 chở nhôm. Phân tần của BL đánh tiếng rất là tốt. Hoặc là các bác có thể sử dụng các cái dòng tép neo D900S này. Tép neo D900S này là một loại tép cực kỳ chất. Cốc nhôm và cái lõi của nó bằng kim loại khe từ viền đồng. Con này em bán lâu năm rồi. Con này hàng cực kỳ đắt luôn. Có rất nhiều bác khách ở trong Sài Gòn khen con tép này nó còn hay hơn cả BA Thái. Khẳng định có nhiều khách hàng chứ. Em thực chất là em chả trực chơi BA Thái đâu. Nhưng khách hàng trong Sài Gòn phản ánh ra là con này hay hơn BA Thái. Con này các bác bảo em khẳng định hơn hay hơn BA Thái, em không dám khẳng định, nhưng con này khách của em dùng rồi. Đấy, nhiều khách ở trong Sài Gòn em bán mẫu này lâu năm mà người ta khen là con này hay hơn check BA Thái, là check so sánh cùng với check leo nhá. Đấy, nó là check Trung Quốc. Các bác mua nó vừa giá hơn mà nó không bị đắt về cái thương hiệu. Nhưng cái check của D900S này dùng rất là hay luôn. Và con này tiếp tục là con màng sơn dầu bóng gân 2 gân. Con này mẫu mới về là mẫu con này siêu rẻ, có giá 2.450.000 cặp bát này. Của B3 nhá, leo B3. Dâu của nó được bọc dây điện từ ngoài vào trong, từ côn 76, từ leo. Ít bát có 8 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt, dòng neo xương cá. Rất là rẻ luôn và chất âm của nó sẽ cho tiếng ca sáng. Anh em lắp thợ, lắp cho đại lý, lắp cho khách giá cực kỳ ok luôn. Còn tiếp đến đây là bát súp. Ủi to như cái thớt các bác ạ. Từ 280 có 125 của BVK. Hôm nay em đi một đôi này, nhưng mà em để đây một cái thôi thì cho các bác xem mẫu vì chỗ nó chật. Gấu đấy. BVK là hàng chính hãng ngay mà nhé. Hàng ngoánh gấu hay. Gân 2 gân. Từ 260 có một à từ 280 có 125. Dâu của nó được bọc dây điện này anh em này. Có tem mã vạch, có tem QC bát. Từ 280 có 125. Các cái nỗ khe này này các bác nhìn nhá. Cái tản nhiệt ở bên cái bát này nó có làm cái tản nhiệt ở cái vòng quanh ở chỗ này nó rất là thoáng của cái mát cái côn nhá. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái côn bên trong chưa?
nhện của nó là được phủ tuyết này. Anh em quan tâm đến các cái dòng loa sự kiện bác tép phân tần rồi, hãy liên hệ trực tiếp cho Cường Nguyễn Audio để đặt hàng các bác nhá.